Tiểu sử Thái Thượng Lão Quân. Hằng năm cứ vào ngày rằm tháng 2 là các tín đồ cao đài của chúng ta từ trung ương tới địa phương, từ tòa thánh tại Tổ đình Tây Ninh cho đến các thánh thất tại các phần đạo thuộc châu thành thánh địa hoặc tộc đạo thuộc các châu đạo khác, xuyên suốt các miền Nam, Trung Bắc Việt Nam và hải ngoại đều cử hành đại lễ với Đức Thái Thượng Lão Quân. Vì Ngài nguyên là một trong ba vị đại diện cho Tam giáo của Nhất Kỳ Phổ Độ và Nhị Kỳ Phổ Độ. Hôm nay nhân ngày đại lễ, chúng ta cùng nhau ôn lại tiểu sử và đạo giáo của Ngài. Lão Tử theo truyền thuyết là một kiếp giáng trần của Thái Thượng Lão Quân, họ Lý tên Nhĩ, tự là Bái Dương hiệu Lão Đam, là một vị tư tưởng gia nổi tiếng vào những năm cuối thời đại Xuân Thu. Trong đạo giáo được tôn là vị tổ sáng lập, nên tín đồ xưng Ngài là Đạo Đức Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Lý Quân, Thái Thượng Đạo Tổ, Vô Cực Lão Tổ, Tam Thanh Đạo Tổ, Lão Quân Gia, Vô Cực Chí Tôn, Vô Cực Thánh Tổ. Ngài sanh ngày 15 tháng 2 năm Canh Thìn, tức năm thứ 10, đời vua U Dương nhà Châu, người ở xóm Khúc Nhân, làng Lại, huyện Khổ, thuộc nước Sở, hiện nay là Lộc Ấp, thuộc tỉnh Hà Nam. Truyền thuyết xuất sanh của Lão Tử hết sức thần kỳ. Theo các sách của đạo giáo, Ngài đã có mặt từ thời viễn cổ rất xa, trải qua nhiều lần của chu kỳ 81 vạn năm, rồi 810.000 năm, đời này thác thai vào Huyền Diệu Ngọc Nữ. Bà mang thai suốt 81 năm, vào giờ Mão, ngày rằm tháng 2. Ngài đã từ hông của bà sanh ra ở nước Sở. Vì mang thai quá lâu, nên lúc sanh Ngài ra thì đầu tóc đã bạc phơ, nên có tên là Lão Tử, đứa trẻ bạc đầu. Ngài ra đời dưới gốc một cây lý, vừa sinh ra đã biết nói. Chỉ cây lý mà bảo rằng, lý chính là họ của ta đó. Ở Bắc Lộc, núi Trung Nam, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, có một cái đài Lâu Quang nổi tiếng, mà truyền thuyết là nơi giảng kinh của Thái Thượng Lão Quân ngày xưa. Đài Lâu Quang này ở nơi có phong cảnh rất đẹp, dựa lưng vào núi, nhìn ra dòng nước, được người xưng tặng là Động Thiên Phước Địa. Đây là thánh địa của đạo giáo. Lịch sử nói rằng đài Lâu Quang này đã có từ lâu, hơn 2.500 năm trước. Đời nhà Châu, vị quan giữ ải tên là Doãn Hỷ ở cửa ải Hàm Cốc đã cho dựng ở đây một cái đài bằng tranh cỏ gọi là Thảo Lâu Quán, để quan sát theo dõi tinh tú trên trời. Truyền thuyết này nói rằng lúc Lão Tử tuổi già, Từ Quang cởi Thanh Ngu đi ngang qua cửa Hàm Cốc. Vị quan giữ thành Doãn Hỷ là người ham tu đạo, sở học rất giỏi về tinh tú thiên văn, biết Lão Tử là vị thoái quan ẩn sĩ, nên khẩn khoản xin Ngài viết sách để lưu lại cho đời sau. Do đó, Lão Tử viết bộ sách 5.000 chữ, gọi là sách Lão Tử, hay còn gọi là Đạo Đức Kinh. Thái Thượng Lão Quân đã viết 12 bộ kinh điển, nổi tiếng hơn cả là Tây Thăng Kinh, Quá Độ Kinh, Đạo Đức Kinh, mà trong đó quyển Đạo Đức Kinh được xem là quý giá nhất, đã xuất bản in ấn hàng triệu quyển trên thế giới hiện nay. Đạo Đức Kinh có 81 chương, chia thành hai quyển Thượng Hạ. Trong sách này, Lão Tử cho rằng vũ trụ vạn vật có một cái gốc chung mà Ngài gọi là Đạo hoặc Vô, nói rộng là những triết lý đạo pháp tự nhiên và thanh tịnh vô vi, hay trường sanh cửu thị, là những giáo lý, giáo nghĩa căn bản của đạo Lão. Vấn đề mà Ngài quan tâm bàn đến là làm sao để xóa bỏ những tranh chấp trong xã hội, làm thế nào để cuộc sống con người được an ổn hạnh phúc. Từ đó, Ngài đề ra pháp thực hành.
là con người nên sống theo cái tính tự nhiên và tính tự phát của đạo. Nhờ vậy mà ngăn ngừa được những tai hại của chiến tranh, trở lại được với tâm cảnh và hình thái sinh hoạt chân thành vốn sẵn của loài người, đạt kết quả là thiên hạ sẽ vô di nhi trị, vô di mà an thiên hạ. Trong Bá Gia Chư Tử thời Tiên Tần, Lão Tử là vị được xem là đứng đầu trong hệ thống các luận thuật về nguồn gốc vũ trụ. Ngài lấy đạo làm căn bản khởi nguyên của vũ trụ. Lý thuyết ấy được xem là nền tảng cơ bản cho các học giả đời sau ứng dụng và phát triển. Nó trở thành một nền triết học mang tính mẫu mực. Lão Tử được đương thời xem là tinh hoa ưu tú. Sử sách có ghi lại mẫu chuyện hết sức tiêu biểu là Đức Khổng Phu Tử đã đến tham vấn Lão Tử về lễ. Lão Tử là vị thần tối cao trong đạo giáo. Từ khi Lão Tử được tôn xưng là Thái Thượng Lão Quân, Ngài đã trở thành một vị vua chí cao vô thượng của cõi trời, thống lĩnh cả hai bang thần thánh là Đạo và Đức, với danh hiệu tôn quý Thái Thượng Hỗn Nguyên Đạo Đức Thiên Tôn hoặc Hoàng Lão Quân. Ngày vía của Đức Thái Thượng Lão Quân là ngày rằm tháng 2 âm lịch, theo bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh. Nhân ngày vía Đức Thái Thượng Lão Quân, rằm tháng 2 Mậu Tý, dương lịch ngày 25 tháng 3 năm 1948, thì nhờ nghiên cứu bát quái đồ này mà Đức Lão Tử biết được sự bí mật của càn khôn vũ trụ và vạn vật hữu hình nơi mặt thế này. Nhờ đó, Ngài biết được con người mang xác thịt không thể di chủ được xác thân mình. Con người cần phải tìm ra cho được cái thân thiệt di chủ, rồi mới nắm cả linh giác của con người trong kiếp sanh, phóng lên cao vô biên vô tận để đoạt vị thần thánh tiên Phật. Theo truyền thuyết, Đức Khổng Tử đã có lần đến gặp Đức Lão Tử để hỏi về lễ. Sau một hồi đàm đạo, Đức Lão Tử nói rằng một người tự cho là thông minh hay bàn về sở trường, sở đoản của người khác, tưởng mình hiểu biết sâu sắc, loại người đó đang bước dần tới sự diệt vong. Những người thông minh thật sự thì ít nói, ít bình luận, vì họ hiểu rằng nói nhiều thì hại lắm. Người thông minh thật sự tự cho mình là ngu xuẩn, không hiểu gì, không biết gì, bởi vì họ hiểu rằng đa sự là đa nạn. Một thương nhân giàu có luôn cất giấu tài sản, giờ là nghèo khổ, mong rằng ông có thể bỏ được cái tật thích kiêu ngạo, ham công danh, ưa nói trội, và dù có là người hùng thực sự thì vẫn nên xuất hiện với tư thế khiêm nhượng. Đến khi Đức Khổng Tử cứu ra về thì Đức Lão Tử nói: người giàu thì lấy của đưa nhau, tôi chẳng phải giàu, xin trộm làm người nhơn, lấy lời nói mà đưa ông. Đức Khổng Tử về bảo với các học trò của Ngài rằng: con chim ta biết nó bay, con cá ta biết nó lội, con thú ta biết nó chạy. Đối với lời chạy thì ta có thể dùng lưới để săn. Đối với lời lội trong nước thì ta có thể dùng câu để bắt. Đối với lời bay thì ta có thể dùng cung tên để bắn. Đến như con rồng cởi mây cởi gió bay trên trời, ta không sao biết đặng. Hôm nay gặp Lão Tử, ông ta có lẽ là con rồng chăng? Sau khi hiểu thấu lý và đạt đạo, Đức Lão Tử rời khỏi nhà Châu và cởi một con trâu màu xanh đi về hướng núi Côn Lôn. Khi Ngài đi tới ải Hàm Cốc thì gặp quan giữ ải tên là Doãn Hỷ. Ông Doãn Hỷ xin Đức Lão Tử dạy đạo. Thấy ông Doãn Hỷ có lòng thành khẩn nên Đức Lão Tử nhận làm môn đệ và bằng lòng ở lại ải Hàm Cốc 3 tháng để dạy ông Doãn Hỷ học đạo tiên,
Khi ra đi, Đức Lão Tử để lại cho ông Doãn Hỷ một cuốn sách tên là Đạo Đức Kinh, gồm 5.363 chữ. Được biết, từ thời tạo dựng trời đất có nhân loại đến giờ, không có thời gian nào mà Đức Lão Tử không giáng trần để độ những người có căn lành tu hành đắc đạo. Ngài do khí tiên thiên quá sanh, nên Ngài có phép thuật quyền diệu vô biên, biến hóa vô cùng. Khi hiện xuống cõi trần, khi trở lại thiên cung, khi đi đầu thai xuống trần làm người cho dễ truyền đạo, do đó Ngài có rất nhiều danh hiệu. Lão Tử chỉ là một kiếp hóa thân của Ngài. Trong thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Thái Thượng không giáng sanh nữa, mà Ngài dùng quyền diệu cơ bút giáng cơ dạy đạo mà thôi. Ngài giao cho Đức Đại Tiên Trưởng Lý Thái Bạch thay mặt cho Ngài cầm quyền tiên giáo, làm nhất trấn oai nghiêm, điều đình đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ.